Những năm gần đây thì giá trị của sâm ngọc linh được nhiều người biết đến nên là mức giá trên thị trường cũng tăng cao chóng mặt. Mới đây tại phiên chợ sâm đầu tháng 3 tổ chức ở huyện Nam Trà My của Quảng Nam thì một người phụ nữ đã bán được một củ sâm ngọc linh nặng hơn 1 kg rất quý hiếm với giá là 540 triệu đồng. Củ sâm nặng 1,1 kg được bà Ngô Thị Minh Thùy ở xã Trà Mai bày bán tại phiên chợ do Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My, Quảng Nam tổ chức vào hôm 1 tháng 3. Theo bà Thùy thì củ sâm do ông Hồ Văn Hỷ ở thôn 4 xã Trà Vinh đào được trong một lần đi rừng trên đỉnh núi Ngọc Linh trước Tết và bán lại cho bà. Thân cây sâm cao 80 cm, còn nguyên rễ củ, thân, cành, lá, hoa. Bằng kinh nghiệm, bà Thùy cho rằng củ sâm trên 100 năm. Sau hơn một ngày bày bán, sáng mùng 2 tháng 3, một người đàn ông đến từ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã mua củ sâm với giá là 540 triệu đồng. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My cho biết là hiện chưa có máy để xác định chất lượng củ sâm này. Tuy nhiên, nếu khách hàng đến chợ mua phải sâm giả thì huyện sẽ bồi thường. Trước đó, hồi tháng 4 năm 2017, một người dân ở dưới chân núi Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam cũng đào được trong vườn nhà một củ sâm nặng hơn 7 lạng, trên 30 năm tuổi và bán với giá là trên 400 triệu đồng.